Tại sao chúng ta lại bị gai gót chân? Rồi, chúng ta phải đặt được câu hỏi tại sao chúng ta lại đau gót chân? Tại sao chúng ta lại bị gai gót chân? Thì ở đây có hai trường hợp dẫn tới gai gót chân. Một là do chấn thương, do nghề nghiệp hoặc do chơi thể dục thể thao hay là do cái gì đó. Và cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân âm thầm hàng ngày, hàng quý, hàng tháng, hàng năm, hàng nhiều chục năm nó sẽ dẫn tới điều đó. Đó chính là gì ạ? Đó chính là các bạn ăn quá nhiều cái đạm đỏ trong một thời gian quá dài, đặc biệt là mỡ động vật. Mỡ động vật ở đây trước kia đấy thì mọi người ăn rất là nhiều, cái thế hệ 8X, 7X, 6X thì ăn rất là nhiều. Còn thế hệ 9X bây giờ thì họ ăn ít dần đi. Nhưng nếu như ai ăn nhiều thì chắc chắn là sớm muộn cũng sẽ gai gót chân thôi. Lý do tại sao ạ? Cái quá trình chúng ta chuyển hóa cái đạm đỏ đó, chúng ta thừa quá là nhiều đạm đỏ, dẫn tới làm sao ạ? Cái acid uric nó tích tụ ở da thịt, ở các cơ quan nội tạng, ở trong máu, ở trong nước tiểu, đặc biệt là ở trong thận, thừa vô cùng nhiều. Sau khi thừa rất là nhiều trong một thời gian dài rồi thì bắt đầu nó mới đẩy vào sao ạ? Đẩy vào các cái ổ khớp và làm sùi, làm mọc gai ở các ổ khớp lên. Mà nếu như các bạn bị rồi mà các bạn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân là tại sao ấy, thì làm sao ạ? Thì các bạn chỉ có thể sống chung với nó thôi. Nếu như các bạn mà đi bệnh viện thì bác sĩ không có chuyên môn giống của Kim Toàn nhé. Bác sĩ sẽ không chia sẻ được với các bạn là tại sao các bạn lại bị, mà bác sĩ chỉ bảo là tại bạn bị như vậy thì tôi sẽ cho bạn thuốc để giảm được cái việc đó xuống, để các bạn đỡ dần đi, đúng không ạ? Thì có nghĩa là các bạn bị động, các bạn phải bị động và phải nhờ vào bác sĩ. Nhưng Kim Toàn thì chia sẻ với các bạn cái cách này là hoàn toàn chủ động, đúng không ạ? Quay lại vấn đề nhé, thì các bạn làm thế nào để các bạn biết được cái lượng đạm mình đưa vào người là nhiều hay ít? Cái lượng đạm đỏ đấy, đạm động vật đấy, mỡ động vật đấy, thì nó có cái công thức ở trên toàn thế giới nhé. Công thức toàn thế giới có nghĩa là tất cả các sắc tộc, các châu và các màu da đều ăn giống như nhau. Chúng ta cần tối thiểu 1 gram đạm cho 1 kg cân nặng. Ví dụ Kim Toàn là 60 kg thì Kim Toàn cần tối thiểu một ngày là 60 gram đạm để tránh bị teo cơ. Có nghĩa là Kim Toàn sẽ giữ mãi vĩnh viễn được cái cơ bắp, lượng cơ bắp như thế này, đúng không? Còn nếu như Kim Toàn ăn thêm trên cái mức tối thiểu đó thì Kim Toàn cần phải tập luyện để làm sao chuyển hóa tất cả cái chỗ đạm đó trở thành cơ bắp to hơn, giống như cái môn gym đấy. Đúng rồi ạ, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn ăn nhiều hơn nữa thì các bạn phải tập nhiều hơn nữa. Còn nếu như các bạn ăn nhiều mà các bạn không tập đấy, hoặc các bạn chỉ chơi vui thôi, hoặc tập gọi là tập thể thao, tập theo sở thích, chứ không tập với một cái mục tiêu là chuyển hóa đạm đấy trở thành thịt nạc của chúng ta, thì các bạn 100% sẽ bị gai gót chân. Rồi, thật là tuyệt vời. Chúng ta gọi tên ra được căn bệnh rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết là nó từ đâu tới rồi, nguyên nhân tại sao và vì đâu tới rồi và triệu chứng của nó rồi, đúng không ạ? Và bây giờ là giải pháp nhé. Giải pháp thì các bạn có quyền lựa chọn, đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn gặp bác sĩ thì các bạn gặp bác sĩ. Còn nếu như các bạn ngồi đây tập cùng với Kim Toàn thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn hai cách thôi, rất là đơn giản và cả xã hội bây giờ đã và đang làm điều đó. Cách thứ nhất là các bạn tập yoga cùng với Kim Toàn. Kim Toàn cam kết là quả thận của các bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Các bạn không chỉ đỡ gút, không đỡ gai gót chân, không chỉ đỡ gai gót chân mà còn khỏe cả sinh lý của mình lên. Sinh lý ở đây bao gồm cả sinh lý nữ giới và sinh lý nam giới nhá. Rồi, tuyệt vời chưa ạ? Và cái giải pháp thứ hai là cái giải pháp các bạn có thể hoàn toàn chủ động, còn không cần tới Kim Toàn nữa. Các bạn vừa rồi được học rồi đấy ạ, được Kim Toàn chia sẻ đấy ạ. 1 gram đạm cho 1 kg cân nặng, được chưa ạ? Thì hàng ngày các bạn làm điều đó thường xuyên và đều đặn thì tự động không còn cái gì tạo chất độc cho cơ thể các bạn nữa, thì tự động nó sẽ khỏi thôi, đúng không ạ? Tự động nó sẽ khỏi thôi, dễ vô cùng. Rồi, để các bạn có thể hiểu sâu hơn và kết nối với các bạn nhiều hơn, các bạn cứ comment xuống dưới hoặc inbox với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.